Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi. Duy Khả chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khả nhà soi tiếp tục một cao thủ Tống Kim, nằm phía Tống là Tần Thái Tử ở bên Bang Khải. Và đây nè, đang nằm đứng sát bên này. Thì ạc này thì võ đang nè, võ đang. Và hôm nay là được top 4, 293 mạng, 30 NBC, tử vong 17 lần và liên chạm 39. Đó. Hôm nay thì Khả top 5. Đủ kẹp góc đánh vui quá. Rồi cho anh em xem xét đồ của cao thủ Tần Thái Tử này như thế nào cho anh em xem nha. Đây này là một võ đang nè. Đang sử dụng mình một nón 2540. Một cây vũ khí 1540. Đó. Và một cái gia truyền, hiện tại gia truyền chưa mua được gia truyền nào đẹp hơn. Và cái áo kim 40 188. Áo kim này cũng ok. Một bao tay 540. Phòng thủ lấy 18. Trong đầu tím này một đai lưng khăn lôi 30, sử dụng lực khá là trâu. Và một đôi giày tóc 37, khăn lôi 30 và nội lực cao. Trời ơi, sao đôi giày này ép sinh lực để ép nội lực ta? Áo vậy, vẫn đang để ép nội lực to nè. À lúc trước chơi nghe mi, trước nghe mi là ép nội lực anh em ạ. Lúc trước anh này nghe mi kiếm nên ép nội lực. Cho đáng lý là nếu giờ đang vào cái này lên sinh lực 195 nữa là mát pin luôn nè, đẹp luôn nè. Trong hiện tại này là ngập bọn này nãy Khải đỡ lại cho rẻ 500 xu. Nhận khăn lôi, nhận khăn độc, đó. Thì tính ra thì set đồ này thì được 80 chón. 80 chón từ vũ khí và nón và bao tay, bao tay làm chậm 40. Được dòng thêm vòng hộ lý dòng tím nè. Nói chung là set đồ này tầm tím tầm này gọi là khoảng tầm trung rồi nè, tầm tím tầm này gọi là chưa được mắt bên nhiều, nhưng mà nhìn vào chúng ta vẫn thấy là những món đồ tím này thì nó gọi là cũng dần đẹp rồi nè. Nón đẹp này, áo cũng đẹp. Đó, đai lưng cũng ok này. Giày cũng vậy nè, những cái món đồ mộc thủy này nọ, kim này nọ thì anh em ép thì cũng được giá chứ không có mắc lắm rồi nè. Mắc thì tầm đầu tím anh em biết rồi. Mắc thì đa số bao tay này, phòng thủ này, phòng thủ mắc này. Giá trị này chưa có những chuyện mới thôi. Rồi, ok. Trong thì hôm nay thì cao thủ này được cho mình hạng hiện tại đang cấp độ bao nhiêu thì khả người chất khoảng cấp 106, gần 107, hạng 38. Và hôm nay được top 4 thông kim. Và set đồ tím này nè, đó, đẹp chưa? Đây, có set đồ tím quá đẹp nè. 80 chón, 40 chậm, áo kim, đai mọc, mắt pin và nhẫn mọc cũng khá là mắt pin. Giày mọc khá là mắt pin, nói chung lượng kháng lôi giày ạch này quá nhiều. Kháng lôi ạch này phải trên 75. Và lượng kháng hỏa thì trên 40. Lượng hỏa trên 40. Và kèm theo cái ngập bòi này nữa là kháng hỏa trên 6x. Đó, gió đang mà anh em. Cứ mắt kháng lôi, mắt kháng hỏa là nó kim vô tư anh em. Đó, ok chưa? Rồi, anh em cho xem video cho Tần Thái Tử một like chia sẻ cũng như video Khải một like chia sẻ nữa mày. Đã Khải đứng im. Tiếp tục Khải